Kính chào quý vị khán thính giả. Như đã hứa, chúng tôi mở một cái đề tài, một cái video riêng để nói về lịch sử đu bám của Vatican và của cách mạng kỹ nghệ đầu tiên thời một chấm. Xin mời giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Kính thưa quý vị khán thính giả, xin nói về vấn đề lịch sử của cái sự đu bám của giáo triều Vatican. Họ nói rằng mọi sự ở trên cõi đời này đều do sự xếp đặt của Thiên Chúa. Đấy, thì phải trông cậy vào Thiên Chúa, tức là vọng vào Thiên Chúa, nhưng mà không, vì Thiên Chúa không có, cho nên Vatican vọng ngoại bằng cách cấu kết với các cường quyền địa phương để củng cố quyền lực và duy trì quyền lực. Đồng thời giáo hội cũng dạy cho các tín đồ là phải trông cậy vào Thiên Chúa, mọi sự xếp đặt của Thiên Chúa ở trên cõi đời này. Thành ra cái từ mà nói rằng tin tưởng vào Thiên Chúa đó, thực ra vì không có Thiên Chúa cho nên rằng là tín đồ cứ trông vào sự xếp đặt của Vatican. Đó là cái nguyên nhân đó. Rồi cho đến cái khi mà thời kỳ quân chủ phong kiến thì giáo hội La Mã, tức là trước thế kỷ thứ 16, thì giáo hội trông cậy vào các cường quyền địa phương, cấu kết với các cường quyền phong kiến quân chủ địa phương để củng cố quyền lực và duy trì quyền lực. Nhưng mà đến bắt đầu từ thế kỷ thứ 16 trở đi, sau khi mà phát minh ra Mỹ Châu, thì giáo hội lại bám chặt lấy Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Thì lúc bây giờ là chưa có bám lên Pháp, vì Pháp bây giờ chưa có phải là một cái cường quốc xâm chiếm các thuộc địa. Thì lúc đó đã có Anh đã có thể đi xâm chiếm các thuộc địa rồi, nhưng mà Anh nó đã ly khai khỏi giáo hội. Nó tách rời khỏi giáo hội và nó chống lại giáo hội từ thập niên 1530. Thành ra từ đầu thế kỷ thứ 15 cho đến cuối thế kỷ thứ 16, tức là vào năm 1588, thì giáo hội hoàn toàn đu càng bám chặt lấy đế quốc Bồ Đào Nha và đế quốc Tây Ban Nha. Thế thì sau năm 1858, vì hải quân Bồ Đào Nha bị đánh bại ở trong cái trận hải chiến vào năm 1588 ở biển Manx, thì Anh nó làm chủ ba chủ, thì Tây Ban Nha bị suy yếu và Bồ Đào Nha đồng thời cũng suy yếu, thì Pháp giáo Vatican bắt đầu trông cậy vào Pháp, vì Pháp bây giờ là một nước lớn nhất ở lục địa Âu Châu, mà nước Anh thì hùng mạnh, nhưng mà nước Anh thì đã chống lại Vatican rồi, bây giờ trông cậy vào nước Pháp. Nhưng mà nước Pháp bây giờ còn mãi lo tham dự vào các cuộc chiến đứng về phía của giáo hội La Mã để chống lại các quốc gia tin lành. Họ theo đạo tin lành và bắt đầu khoảng năm 1517 thì tin lành, cái phong trào tin lành ở lục địa Âu Châu nó nổi lên như sóng cồn, và nó tới 3/4 của lục địa Âu Châu vốn là Công giáo bây giờ nó theo tin lành, nó chống lại giáo hội La Mã, nó gây nên cái cuộc chiến vào đầu thế kỷ thứ 16, tức là cuộc chiến kéo dài tới 30 năm, từ năm 1618 đến năm 1648, thì nước Pháp bị lún sâu vào cái cuộc chiến đó, cho nên cái tình trạng tài chánh với lại còn phải lo phục hồi kinh tế ở đất nước. Thứ hai nữa là ông Louis thứ 16 vào cái thời kỳ thế kỷ thứ 17 thì ông lại lo muốn cho cái quốc gia của ông Huy Hoàng, ông viết, ông xây cái điện Versailles rất là tốn phí, cho nên cái tình trạng đã bị khủng hoảng kinh tế vì tham dự vào các cuộc chiến giữa người Thiên Chúa giáo La Mã chống lại Thiên Chúa tin lành, là bây giờ lại xây thêm cái cung điện đó thì anh đã tốn phí, nước Pháp chưa có thể tiến lên được. Nhưng mà giáo hội đã ô bế nước Pháp kể từ đó, và bắt đầu cái giới truyền giáo của giáo hội La Mã người Pháp bắt đầu đi về phía châu Á, là nơi có đông người, để thám hiểm, làm cái vai trò gián điệp để dò la tin tức, thâu thập các tin tức tình báo để chuẩn bị cho cái kế hoạch đánh chiếm các nước ở Á Châu mà giáo hội đã nhắm tới để làm thuộc địa. Hồi đó tôi còn nhớ, còn đi nhà thờ đó, còn nhớ nghe cái từ gọi là trưởng nữ của giáo hội. Dạ, đó. Đúng vậy. Khi mà sau năm 1588 thì Tây Ban Nha bị lụng bại thì giáo hội quay ra o bế nước Pháp và gọi nước Pháp là trưởng nữ của giáo hội La Mã. Đây là một cái chiêu trò gọi là treo đầu dê bán thịt chó. Thí dụ như là giáo hội
gọi tín đồ của giáo hội là dân Chúa, là lời khẳng định. Nhưng mà giáo hội lại gọi cái tín đồ là con chiên, là một thứ súc vật trong ba loài súc sinh, mà cái con chiên là cái thứ ngu nhất trong các loài thú ăn cỏ bốn chân. Thì người ta treo đầu heo thì nói là con Chúa, nhưng bán thịt chó thì lại là gọi nó là con chiên. Rồi giáo hội dùng những cái thủ đoạn như là ngu dân để biến họ không ngu cũng thành ngu. Thành ra cái trò mà gọi là dùng những ngôn từ với mỹ ngữ, với hoa ngôn để mà phỉnh định những cái đối tượng mà giáo hội định dùng đến thì đều là có cái lỗi của giáo hội. Đây đó là nói là vấn đề giáo hội bám chặt lấy các cường quốc trong cái thời phong kiến. Thế thì kịp đến cách mạng Pháp vào năm 1789 thì nước Pháp bây giờ nằm dưới ách thống trị của giáo hội La Mã, với lại nhà vua cấu kết với giáo hội La Mã, thì có hai giai cấp được cái chính quyền thời bây giờ, tức là chính quyền của người giáo hội La Mã, ưu đãi cho cái giai cấp quý tộc và giai cấp tu sĩ gọi là tăng lữ, thì được hưởng quá nhiều đặc quyền đặc lợi. Rồi giáo hội bóc lột nhân dân, rồi chính quyền cũng bóc lột nhân dân, rồi cái giới tu sĩ và giới quý tộc cũng là cái giai cấp ăn bám, cho nên nước Pháp trở nên nghèo. Nhưng mà trong đó thì có giới thị dân, tức là giai cấp thứ ba, thì là họ là nhờ có buôn bán họ trở nên giàu có, và con cái họ ăn học trở thành những cái nhà trí thức như là bác sĩ, luật sư, học giả, nhà văn, tất cả là ở cái giai cấp thứ ba. Họ có kiến thức, họ có trình độ học vấn cao, nhưng mà họ lại không ở cái giai cấp quý tộc và cũng không ở giai cấp tăng lữ, thì họ không được tham dự vào các chính quyền, thì họ vẫn là uất ức. Cho đến cách mạng bùng nổ thì đại đa số giới thị dân trí thức đó tham gia vào cách mạng, và khi mà cách mạng bùng nổ thì hai giai cấp quý tộc và tăng lữ bị loại ra khỏi chính quyền, tức là trở thành vô giá trị, và giáo hội và La Mã cũng bị loại ra. Thì bây giờ đa số những người nằm trong tân chính quyền cách mạng đó là giai cấp thị dân, mà trong đó có những nhà trí thức. Do đó họ vừa là nhà trí thức, họ vừa là thị dân giàu có, cho nên cái tân chính quyền cách mạng bây giờ, người thị dân, tức là các trí thức của giai cấp thị dân, vừa là giàu có, đã có quyền lực ở trong giáo hội La Mã. Thế bây giờ đến đây tôi xin nói là đúng vào cái lúc này đó, là vào cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19, thì có cái phong trào phát minh ra các sáng kiến của khoa học và tiến bộ về phương diện kỹ thuật. Về câu chuyện này thì tôi xin giới thiệu anh biên tập đọc những cái câu chuyện về cái giai đoạn này. Kính thưa quý vị, một cái bài đọc ngắn sau đây đó, để cho quý vị khái niệm về những cái danh từ thường xài cho những cái cách mạng công nghệ. Quý vị thường nghe chúng ta nói thời đại 4.0, có người nhầm lẫn với 4G, 5G. Mấy cái tên 2G, 3G, 4G đó là cái sức mạnh của sóng dữ kiện truyền từ mạng Internet qua máy điện thoại cầm tay của mình. Thí dụ như 2G là nó truyền 64 kilobyte per second, tức là mỗi một giây đó là nó truyền 64 kilobyte. Rồi còn 4G đó là nó truyền 50 megabyte một giây. Và bây giờ là 5G đó là nó truyền 10 gigabyte một giây. Còn cái thời đại 4.0 là cái thời cách mạng kỹ nghệ hiện đại mà chúng ta đang sống đây, như là mạng Internet, là robot biết học từ người, hoặc là trí tuệ nhân tạo, vân vân. Thì cái 1.0 là cái gì, 2.0 là cái gì, 3.0 là cái gì? Cái thời đại công nghệ thứ nhất đó là cái cơ khí hóa, là cái thời đại cơ khí hóa. Là trong đó là có người ta sẽ chế tạo ra máy hơi nước và sức mạnh của nước để người ta chạy máy. Thì đó là những cái phát minh vào cái thời đó cũng đã rất là tiến bộ rồi. Thì cái thời này đó là đã bắt đầu thế giới đã bước vào một cái giai đoạn nghĩa là cuộc cách mạng kỹ nghệ là đầu tiên lớn nhất, và nó để lại cái lịch sử mà giáo sư Nguyễn Mạnh Quang sẽ nói đến, cái sự thay đổi trong cái thế lực liên minh của Vatican sau này. Thế còn cái cuộc cách mạng kỹ nghệ thứ hai là gì? Đó là sản xuất hàng loạt, gọi là mass production. Thì cái thời kỳ này đó là người ta mới nghĩ ra những cái nhà máy gọi là dây chuyền đó, nghĩa là sản xuất dây chuyền ào ạt
thì cái sản phẩm nó ra một lượt rất là nhiều. Đó là những cái nhà máy người ta bắt đầu đi làm từ những cái trong những cái nhà máy kỹ nghệ, người ta không còn ở nhà nữa. Thế còn cái cuộc cách mạng kỹ nghệ thứ ba, thời kỳ thứ ba, ba chấm là cái gì? Thì lúc đó là máy. Có máy tự động, có máy vi tính là và những cái tự động, thí dụ như những cái crane, cái cần cẩu đó, người ta cũng làm được tự động chứ không cần phải có cái bàn tay người ta để mà rồng rọc giống như ngày xưa nữa, mà người ta đã dùng cần cẩu. Đó thì bây giờ bắt đầu qua cái thời đại 3 chấm rồi thì chúng ta nhảy sang cái thời đại 4.8 chấm mà là cái thời đại mà chúng ta ngày nay. Nó gọi là cái tiếng Anh nó gọi là Cyber Physical System. Mà nói chung nói nôm na đó là thời đại mạng. iCloud hoặc là trí tuệ nhân tạo cái nào vân vân thì đại khái nó là như vậy. Chúng ta có thể nói là cái quá trình cách mạng kỹ nghệ đầu tiên đó và cũng là cái đề tài của bài nói chuyện của giáo sư hôm nay đó. Thì bắt đầu ở Anh vào thế kỷ thứ 18. Rồi từ đó nó lan sang các nơi khác trên thế giới. Ở Âu Châu. Đó là cái sự chuyển đổi sang các quy trình sản xuất mới ở Âu Châu và Hoa Kỳ trong giai đoạn từ khoảng năm 1760 đến khoảng giữa năm 1820 và 1840. Cái quá trình chuyển đổi này bao gồm từ cái phương pháp sản xuất thủ công, làm những bằng tay, công việc bằng tay ở nhà, sang máy móc, chuyển bằng tay sang máy móc, như là máy dệt chẳng hạn. Thì đó là cái thời kỳ cách mạng kỹ nghệ đầu tiên á. Là cái cách mạng công nghiệp nó thay đổi những gì trong cuộc sống. Đấy, cái cách mạng công nghiệp liên quan đến cái tính năng của công nghệ nè, tính năng cả kinh tế xã hội và cả văn hóa nữa. Những cái thay đổi công nghệ trong thời này gồm có những gì? Gồm có thứ nhất á, là sử dụng vật liệu cơ bản mới và người ta chú trọng tới sắt và thép là quan trọng. Cái công nghệ thứ hai đó là họ sử dụng cái nguồn năng lượng mới. Cái nguồn năng lượng mới bây giờ đó là gồm cả nhiên liệu và động lực như là than đá nè, rồi động cơ hơi nước nè, là điện nè, cả xài cả điện nè và dầu khí. Đó là những cái động cơ đốt. Đấy. Cái công nghệ đó họ thay đổi cái gì? Thay đổi thứ ba đó là phát minh ra máy móc mới. Thí dụ như là họ phát minh ra cái máy kéo sợi và máy dệt. Đó là những cái máy nó tăng cái công suất, cho phép tăng sản lượng với chi phí năng lượng con người nhỏ hơn, ít có tốn sức hơn. Còn cái thay đổi thứ tư nữa đó là một cái thay đổi trong cái tổ chức làm việc mới, được gọi là nhà máy, hệ thống dây chuyền đòi hỏi tăng sự phân công lao động và chuyên môn hóa cái chức năng. Bây giờ mình ở nhà mình có thể mình làm từ đầu chí đuôi hết, nhưng mà khi mình làm nhà máy thì nó có cái sự phân công. Chuyên môn hóa. Cái người làm biết cái gì thì biết cái đó. Cái người thì đi lo, đi kiếm vật liệu. Specialized. Thế thì cái thay đổi kế nữa đó là cái phát triển quan trọng trong giao thông vận tải, bao gồm như là đầu máy hơi nước, tàu hơi nước, ô tô, máy bay, điện báo và đài phát thanh. Và cái thay đổi nữa đó là cái thứ sáu đó là ứng dụng khoa học ngày càng tăng vào công nghiệp. Những thay đổi công nghệ này có thể làm tăng đáng kể việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và sản xuất hàng loạt hàng hóa sản xuất. Đấy, rồi bây giờ cái khái niệm gần như là cuối cùng đó, đó là cái cuộc cách mạng công nghiệp và chủ nghĩa tư bản. Đây là cái sự nối kết giữa cái công nghiệp của cách mạng đó với chủ nghĩa tư bản nó như thế nào, và cái giới tư bản này sẽ là một cái đề tài cho cái mục mà giáo sư sẽ nói kế tiếp. Chủ nghĩa tư bản bắt đầu xuất hiện trong thế kỷ thứ 17. Lúc đầu các thương nhân là một mối liên kết giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất. Tuy nhiên dần dần thì thương nhân bắt đầu thống trị nhà sản xuất, trước tiên bằng cách đặt hàng và trả tiền trước, tức là cái ông từ mối lái này đến cái chỗ mà sản xuất đó, họ đến họ mua bao hết, họ mua trước, họ trả tiền trước, và cùng một lúc đó thì ông sẽ cung cấp cái nguyên liệu thô và trả lương cho cái công việc sản xuất hàng hóa thành cái thành phẩm đó. Rồi khái niệm về một công nhân được trả lương đó thì báo hiệu một giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Giai đoạn bắt đầu của nó chấm dứt công việc của thương nhân, tức là cái thương nhân là kiếm tiền từ buôn bán thì chuyển sang tư bản, tức là kiếm được từ quyền sở hữu và kiểm soát các phương tiện sản xuất. Thì đó là cái thời kỳ người ta gọi là tư bản, tức là cái giới này đó là cái họ được lời bằng cách là họ sở hữu cái kiểm soát các phương tiện sản xuất. Giai đoạn đầu tiên của chủ nghĩa tư bản đã ra đời từ đó. Giai đoạn này chứng kiến một giai cấp mới, các nhà tư bản nguyên thủy phát huy quyền lực đối với một giai cấp mới khác, các công nhân được tiến hành.
Trong thế kỷ thứ 18 này, một hình thức sản xuất nguyên thủy đã phát triển. Công nhân không còn làm việc tại nhà mà là các cơ sở đơn lẻ hoặc là nhà máy thuộc sở hữu của nhà tư bản rồi. Người chủ sở hữu cái nhà máy là cái nhà tư bản đấy. Tuy nhiên nó vẫn phụ thuộc vào sức mạnh vật lý của con người với việc sử dụng một ít máy móc. Vậy thì sự sản xuất đầu của thế kỷ thứ 18 chỉ mới là một liên kết giữa sản xuất tại nhà và sản xuất tư bản dựa trên hệ thống nhà máy cơ giới. Và cái ví dụ như kỹ nghệ dệt may đó là ngành công nghiệp hàng đầu của cách mạng công nghiệp, và các nhà máy cơ khí chạy bằng bánh xe nước hoặc động cơ hơi nước là nơi làm việc mới. Tới đây thì chúng tôi xin chấm dứt về cái phần khái niệm về tư bản, về cuộc cách mạng kỹ nghệ, và bắt đầu bằng cái giới tư bản, và xin dừng lại cho giáo sư.